无愁无虑却总不太多，前行望见落雨冰交错，随人和事各种风波，求平静过有那些出错，无常离合说不出痛楚，沉静就去是便非想不要，仍然从未变改真我，每天热爱都珍惜过，每个幻变已想不到魔，仿似欢呼声内里埋藏真相与苦虑，坚信世间总会留低因果，我永是我当中找突破，任凭风雪再飘荡，因你始终相信体谅我。Trung à, anh hãy ăn giấc. Bất cứ giá nào đi nữa, chúng tôi cũng phải kiếm ra hung thủ cho anh. Quyền sinh. Sếp. Sao lại xảy ra chuyện gì vậy? Trong đêm khuya chúng tôi bắt được tình báo tới bãi Long Hoa để bắt một vụ súng ống phi pháp. Ở trong hành động thì đã phát hiện thằng Trung bị người ta giết chết. Anh có biết là ai làm không? Dạ chưa biết. Nhưng mà trên mình của anh Trung đã kiếm ra được lá thư hăm dọa này, cùng với hôm xưa truyền chân tới tay cảnh sát giống như nhau. Có coi lại thằng Trung có đụng chạm với ai hay là có kẻ thù này không? Theo như hành vi thường ngày của anh thì không có kẻ thù. Người này rõ ràng là muốn khiêu chiến với bộ môn chấp pháp của chúng ta. Ở tại hiện trường xảy ra vụ án có phát hiện gì không? Để đưa tới tội giam chứng. Vợ của anh đã biết chưa? Đã báo rồi. Sang à? Dạ. Làm phiền chị đi coi chị Trung có cần giúp đỡ gì không? Yes sir. Anh em nghe đây, để tiện việc điều tra, tôi không có muốn tiết lộ cái vụ án này ra bên ngoài, thậm chí là người nhà của anh Trung. Đừng có cho họ tuyên dương ra ngoài, có hiểu chưa? Trong lúc thích hợp, tôi sẽ tuyên bố với giới truyền môi. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Coi như không có gì. Đâu có thể nào không cho những người đóng thuế biết được chứ. Ông kiếm ai? Tôi là ký giả, tôi có chuyện muốn hỏi bà. Không có gì phải hỏi. Nè nè nè, bà Trung à, mở cửa trước đi. Ông ơi, đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát bắt ông. Khoan đã, tôi đã biết được tin nội bộ về nguyên nhân cái chết của chồng bà đó. Anh nói cái gì? Tôi biết chồng của bà Đường Trung bị người ta giết chết, tôi tới đây là muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Sao anh biết là chồng tôi bị người ta giết? Tôi là nhân viên chuyên nghiệp ký giả nội bộ đó. Có nhiều việc cảnh sát không biết, nhưng mà chúng tôi biết. Chúng tôi giúp bà thôi. Bà Trung à, nếu mà chuyện này đổ bể ra ngoài, cảnh sát phá án cũng dễ dàng hơn mà. Bà mở cửa cho tôi đi. Mở cửa đi mà. Cảm ơn nha, cảm ơn. Anh ngồi chơi chút. Được được.
Tôi vô phòng uống viên thuốc đỡ. À, mời Thị Duyên. Sao mà dại dột vậy chứ? Chị Trung, bây giờ chị không cần làm gì hết, chị bình tĩnh. Chị ráng cầm chân cái thằng đó lại, chúng tôi sẽ tới ngay. Xin chào, bye bye. Sao hả sếp, cái vụ của anh Trung có tin mới hả? Có thằng ký giả nào mò lên nhà của anh Trung nói là có tin độc giả. Không thể nào đâu, cái vụ này mình đầy kín lắm mà. Cho nên tao phải kéo tới coi nó làm gì. Bà chưa hề trả lời câu hỏi của tôi, có phải là có khổ tâm gì không? À, anh chờ chút rồi sẽ biết. Chào chị. Hả? Các người làm gì? Lại là anh nữa hả? Hồi xuống. Sao anh biết anh Trung hiện tại giết? Có một người thần bí báo với tôi, cho nên tôi lên phỏng vấn. Người thần bí đó là ai vậy? Sếp có biết tự do tin tức hay không? Tôi có quyền bảo mật về nguồn gốc nguồn tin của tôi mà. Anh nói điều lệ tin tức với tôi hả? Được, để tôi nói điều lệ cảnh sát cho anh biết nha. Bây giờ tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án của Đường Trung bị giết đó. Dẫn nó về giúp việc điều tra. Để đi, mở lên, đi về. Để tìm cảnh sát. Nè, nói mau đi. Tại sao anh biết đi kiếm chị Trung? Ai báo tin với anh? Phải đó, vụ án của anh Trung chúng tôi cố tình không có nói ra. Bây giờ anh biết được chuyện này, còn không có liên can hả? Tôi đã nói rồi, có một người thần bí biểu tôi đi đó mà. Xem sao nè, sếp quen cho tôi bấy lâu à, phải biết tánh của tôi mà. Tôi nghe nói là có tin, dĩ nhiên là ào tới lấy tin tức chứ hả? Tánh của tôi như vậy, làm sao mà giết người chứ, có phải không? Bây giờ anh nói với tôi, là anh không quen biết người thần bí đó. Thì đã nói là không phải người thần bí, tôi đâu có biết. Tôi đâu có gì gạt các sếp đâu, thiệt đó. Tôi thiệt là hợp tác với cảnh sát lắm mà. Hắn đưa cho anh điều lợi gì? Đã báo tin tức cho tôi cũng là có lợi rồi. Như vậy thì hắn rất có thể đưa tin cho anh tiếp tục chứ hả? Tới nhà của anh chờ đi. Yes sir. Ê, yes, sếp, sir. Sếp. Không cần phải chơi lớn vậy chứ hả? Quen biết với anh bấy lâu vẫn chưa có thể tới thăm anh phải đi chứ. Bảo với sếp Dương tới nhà của anh nhận đàn. Dạ được. Đi. Sếp 2, báo cáo khám xét của anh Trung đã có rồi. Báo cáo cho biết là anh Trung bị người ta dùng dao cắt đứt cuống họng, bị mất máu quá nhiều cho nên bị chết thôi. Nhìn theo vết thương đoán ra hung thủ dùng một dao thật bén. Dao gì? Rất có thể là dao giải phẫu hay là lưỡi lam. Dao giải phẫu. Thần phóng. Xem nói lần tử phòng. Không thể nào đâu, hôm đó nào bị nổ tung mà. Sợ lại là hắn chứ. Đừng nói vụ này, tới nhà của nó trước đi. Dạ. Nè, anh không gì chứ? Ly Tanika của anh đã hết trơn rồi. Giờ này thì cảnh sát sẽ ra rất nhiều chuyện. Tôi đã nói với anh rồi mà, có một người thần bí truyền cho một tờ giấy đòi là thủ tiêu chúng tôi. Phải, anh có nói có chuyện hay sao? Dĩ nhiên là có. Có một anh em đã bị hắn giết chết rồi. Không những là như vậy, cái vụ này thì đáng lẽ chúng tôi đầy kinh lắm à, không ngờ lại có người báo với tên ký giả đi. Còn nữa, chúng tôi định coi đường dây điện thoại từ đâu tới, còn bị thất bại. Nếu mà nói như vậy, trí tuệ của người này thì cao lắm. Như là muốn dẫn chơi với anh. Tôi thấy không phải là dẫn chơi, mà là trả thù. Trả thù? Tôi nghi ngờ là thằng Phong. Không chứ hả? Anh nói chơi với tôi thôi chứ. Nè, tức là tôi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng mà từ báo cáo khám sát của người anh em cho biết thì thủ pháp của người này thì là sạch sẽ gọn gàng. Hung khí là dao giải phẫu mà thằng Phong thường dùng. Làm gì có, thằng Phong đã bị nổ chết rồi. Chỉ là tình cờ ngẫu nhiên thôi. Được, anh có chính mắt nhìn thấy là thằng Phong bị nổ chết hay không? Tôi thì không thấy. Nếu như thiệt là thằng Phong về trả thù, không những là tôi cẩn thận, mà anh còn phải cẩn thận nữa. Thì không ngờ, lúc xưa Tâm kiếm hiệp mình, làm gì cũng chung trận tuyến, tới bây giờ thì trở mặt thành thù. Anh biết không, tôi hy vọng là tôi đoán sai thôi. Quầy, anh với cô Thanh đã sao rồi? Dạo này tôi ít gặp mặt, mình anh ấy bận rộn. Tôi thì cảm thấy cô Thanh không có được vui lắm. Hai người không sao chứ? Có cái gì chứ, đã không có gì ngay từ đầu mà. Có thiệt không đó, người ngoài nhìn thấy hai người là một cặp mà. Đừng nói bậy, tôi biết chuyện của tôi mà. Khi tôi ở chung với cô Thành là nghĩ tới em Tình. Mình là đàn ông tôi hiểu mà. Anh với Cindy thì sao? Đừng có nhắc tới nữa, phiền quá. Anh là đàn ông phải hiểu chứ. Tôi không hiểu. Anh không hiểu tôi giải thích cho anh nghe nha. Thật ra Cindy là một cô gái rất tốt, nhưng mà dục vọng chiếm hữu của cổ thì mạnh lắm. Tôi lo lỡ chung với cổ sẽ mất hết tự do. Hey, vì tự do của anh càng ly. Uống.
Huế, càng lấy với anh nè. Dễ không có được vui vậy hả? Ai nói ba không có được vui? Cái chân mày của ba bị dính sát lại rồi. Vậy sao? Tại sao dạo này chị Thanh ít có tới đây thăm mình vậy Daddy? Chị Thanh cũng có nhiều việc phải làm chứ, đâu có thể cứ làm phiền người ta. Nhưng mà con thiệt là nhớ tới chị lắm. Con nhớ người ta thì điện thoại hỏi thăm đi. À phải rồi, con cứ thích điện thoại cho chị mà, phải không Daddy? Dĩ nhiên. Con chuyển lời hỏi thăm của Daddy tới chị nha. Tôi cứ trúng tính như vậy là vì cái gì? Tôi thì không dám đi tiếp nhận của Thanh. Thực ra mình phải xử sao? Alo, chị Thanh hả? Michael đây. Michael à? Tại sao dạo này chị ít cứ tới thăm em vậy? Dạo này chị bận rộn quá. Em có ngoan không? Dĩ nhiên là ngoan rồi. Nhưng mà em thì là muốn gặp được chị lắm. Chị hãy tới nhà của em đi nha. Em đã chị ăn kem. Có tốt hay không? Chuyện gì mấy cô? Kem ăn không ngon hả? Không phải. Nếu không đi kem chả đai nước rồi sao vẫn chưa hết? Marco, con cứ nói lìa lịa, con đang hẹn dài. Daddy à, sao Daddy biết? Chị Thanh kìa. Tại sao mà ngộ vậy? Phải rồi, sao lại trùng hợp? Làm gì mà được ngộ vậy? Tại vì con cứ hẹn chị Thanh tới đây để gặp mặt thôi. Đã lâu không có gặp chị Thanh rồi. Chị Thanh à, ngồi đi. Được. Chị Thanh à, sao lâu quá chị không có tới đánh cầu với em vậy? Em thiệt là nhớ chị lắm đó. Dạo này chị bận quá, không có được rảnh lắm. Tại sao chị làm việc chung với ba mà ba chị cứ núp ở trong nhà? Hai người không có phải là ở chung hả? Con nít không biết chuyện của người lớn. Tuy ba với chị Thanh làm việc chung sở, nhưng mà cũng chuyện ai nấy làm chứ. Vậy chừng nào mới hết bận rộn đây? Chừng nào mới có thể đi thả diều, đi đánh cầu? Ba cũng không biết chừng nào được rảnh. Để cho ba làm hết việc đã, hả? Chị Thanh à, có rảnh rỗi thì nhớ lên nhà em làm đồ ăn cho em ăn nha. Được rồi, để hôm nào đi. Thanh à, cô đi đâu? Tôi có xe đi cô nha. Giờ không cần. Tôi muốn đi dạo quanh đây một chút, mua ít đồ rồi mới về. Shopping. Để đi à, mình cũng đi nha. Không à, ba bận việc đó. Để khi khác nha. Bye bye chị Thanh đi. Bye bye chị Thanh. Chị Thanh nhớ lên nhà của em chơi nha. Ừ. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Hy vọng của tôi cũng giống như mấy cái bong bóng này, bay qua không ngừng trước mắt của mình. Nhưng còn anh, lâu nay không để ý để đi thưởng thức nó. Cho tới khi chúng nó bị dở ra, có lẽ vì quá lâu rồi. Tôi cũng đã bắt đầu thấy mệt. Tôi thật sự muốn được nghỉ một chút. Sao tôi dọn đồ vậy Thanh? Tôi đã hứa với Trịnh giảng sư là qua giúp chị trông ấy. Đây là giấy phê chuẩn điện chức của nội bộ đây. Tôi thu dọn xong là sẽ qua văn phòng mới. Đang làm ngon lành mà, sao lại qua giúp gì cho người khác? Tôi muốn thay đổi hoàn cảnh thôi. Nếu mà trong bụng có gì không vui
Cứ việc nói đi. Có phải tại vì... Không liên quan đến anh. Chúc cô công tác vui vẻ. Cảm ơn. Tôi nghĩ mình làm như vậy là đúng. Cũng tới lúc phải quên đi người này rồi. Tôi không biết tôi nói vậy có đúng không, nhưng mà ít ra tôi không gạt cổ. Mong là cổ biết tôi nghĩ sao. À, Thanh à, bà đã nấu chè xôi nếp đen cho con rồi, con vô múc ăn đi. Dạ. Hòa, sắc mặt của con gái còn đen hơn là xôi nếp than của ông. Bà làm mẹ người ta cách nào đi, chỉ nhìn thôi đã biết con gái mình buồn về chuyện tình cảm rồi. Số mạng của nó thiệt à, không có lần nào cặp kè được suôn sẻ, không có như tôi một lần là xong. Thời buổi bây giờ khác rồi, thanh niên bây giờ cặp kè mà không dở trò thì không có hấp dẫn đâu. Vô ăn ủ nó vài câu đi, một lần là xong mà. Thì không bận tâm đến mình chút nào. Thanh má, thầy gia thì là khờ quá, trong lúc cặp kè dĩ nhiên là có gầy gỗ, lúc xưa còn với thằng quê cũng vậy mà. Đừng có suy nghĩ nữa, ra đây ăn chè đi. Không ăn đâu. Cái việc gầy gỗ á, một hồi là hết thôi. Thằng Thông là người có học, biết lý lẽ mà, lo gì chứ. Con Vinh Thông đâu có cái gì. Không gì, bộ rã rồi hay sao? Con Vinh đâu có bao giờ gặp nhau. Nói cái gì đây, chưa có hề gặp nhau hả? Con cứ về nhà nói tốt cho người ta mà, cặp kè kiểu nào đi chứ. Không có, không có. Từ đầu chứ cuối cùng không có hề thích ảnh mà. Alo, Quy Sinh hả? Dạ được, hẹn gặp ngày mai, bye. Thanh à, con lại thích cái thằng Sanh hả? Con phải suy nghĩ kỹ đó. Má, má lại nghĩ sang đâu rồi? Con đi ăn bữa cơm thôi. Không lẽ bữa ăn cơm cũng là cặp với nhau sao? Ngày nào con ăn cơm vậy là khắp phố đều là người tình của mình rồi.
Cảm ơn. Alo, xin hỏi chú máy đã trả lời chưa? Xin đi. Làm ơn nói giùm chú máy, nếu nhìn không điện thoại cho tôi, vì anh từ nay đừng có tới kiếm tôi nữa. Ủa, Cindy, chào bác. Thưa bác, Nguyễn Sanh có nhà không? À, nó đi ăn cơm với bạn, ngồi chơi chút. Bác à, bác có biết Nguyễn Sanh ăn cơm với ai không? Không biết, hình như là bạn chung sở. Hai đứa không có gì chứ. Dạ không, chỉ là gọi máy anh mấy ngày rồi cũng không trả lời, cho nên cháu tới coi anh làm gì thôi. À, cái thằng con này thiệt bậy bạ, chừng nó về bác nhất định sẽ dạy nó cho cháu. Bác à, bác có biết dạo này anh Quê Xanh chơi chung với những ai hay không? Bác không để ý. Còn cô Thanh có điện thoại cho anh không? Hai hôm nay có điện thoại tới trò chuyện một hồi thôi. Chị cháu đi trước nha bác. Sao không ngồi thêm nữa, nó sắp về tới rồi. Giờ không cần đâu, bye bye. Ok, cảm ơn nhiều. Không có gì. Nè, anh nhớ đó nha. Về tới nhà là phải nhớ gọi điện thoại cho cô Cindy đó. Nếu không thì sẽ hối hận cho coi. Phải rồi, chuyên gia tình yêu. Thôi tôi đi nha. Ok, bye bye, good night. Bye bye. Đừng bước tay chị nó lại. Phiền quá đi. Ngày mai trả lời mà. Ê, cô Thanh thật là sợ ý quá. Dĩ nhiên là chị không muốn nhìn thấy tôi ở đây. Chị lo là tôi biết được chuyện với chị với Quê Xanh. Xin đi họ, tôi nghĩ là chị đã hiểu lầm. Tôi không hiểu lầm. Tôi nhìn thấy hai người cười giỡn với nhau. Cái hàng chi hả? Mấy hôm nay anh không trả lời máy của tôi thì ra đi chơi với con tiện nhân này. Chúng tôi thì không có gì mà. Chị đã làm bậy rồi, có chịu nhận đâu. Ok, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không nên trò chuyện tiếp. Chị không dám nói thôi. Chị đã làm rồi sao lại không dám nhận? Chị thật là bỉ ổi. Cứ giả đò bi thảm để đăng tội nghiệp hả? Hèn chi Quê Xanh bị mắc bẫy. Chị hãy nói lý lẽ một chút có được không? Tại sao em đánh cô vậy? Phải, tôi đánh nó mà. Nó chịu bạn trai của tôi, không lẽ để nó đi được sao? Em nổi điên gì vậy? Anh vốn không có gì với cô hết. Em phát điên hả? Bây giờ nói gì cũng được mà. Quê, quê, anh làm tin là được hay sao? Anh nên nói với em anh với cô Thanh có chuyện gì. Hai người vui vẻ là được rồi, bỏ mặt em hả? Anh nói đi, anh nói đi. Anh vừa nói mà đánh em. Anh cho em mặt tay này muốn em tỉnh táo lại. Em có biết hay không, vừa rồi cô Thanh biểu anh về nhà phải điện thoại cho em, phải tốt với em một chút. Em đã lấy quán trả ơn đánh cổ. Chuyện gì mà ồn ào muốn dỡ nhà hay sao chứ? Chuyện gì vậy? Sao như giận cả làng vậy? Con muốn được bình tĩnh một chút. Xanh à, Xanh, con à, bộ tưởng con làm tin là má không biết hay sao? Má đối xử với Cindy như vậy. Má đừng có nhắc tới Cindy nữa có được không vậy? Con vô phòng là muốn được yên tĩnh một chút. Ây da, Xanh à, má đừng có theo con nữa. Con à, vậy là ý gì? Bộ bây giờ giận luôn má hay sao chứ? Con không muốn gây với ai hết. Con không muốn gây lộn với ai hết. Con muốn yên tĩnh một chút. Con muốn yên tĩnh một chút. Sao lại ăn TV lớn như vậy? Má đã sanh ra con, sao lại không biết tánh của con? Con lánh mặt Cindy như vậy không là phải cách đâu con à. Hai đứa ở chung với nhau phải hòa nhã cho nhau, nhường nhịn cho nhau. Cả câu chuyện má vốn không có biết đầu đuôi trời trăng gì hết. Vừa vô cửa má đã nói là con không đúng rồi. Má nói hết đi. Má nói với con, sao con lại không nói rõ với má? Sanh à, con không thể cứ như vậy đâu.
hễ bị áp lực là con lánh mặt. Lè lúc xưa với con Thanh cũng vậy, bây giờ với Cindy cũng vậy. Còn cứ như vậy làm sao mà cưới vợ được chứ con? Con không đám cưới không sanh con. Chê, tầm bậy tầm bạ. Cindy nó thì tốt với con lắm đó, khẩn trương tới con lắm đó. Tưởng con đã xảy ra chuyện gì, hôm nay đã cố tình để kiếm con. Được, để má điện thoại cho nó, để hai đứa có chuyện gì nó cho rõ ràng. Má, má đừng có làm tiểu nhân nữa có được không vậy hả? Dù sao cũng phải nói cho rõ ràng. Má thích ăn nói hả? Từ từ nói đi, nói đi. Sanh à? Uầy, Sanh. Đã tới đây tiếng tất nhiên hả? Anh chưa hề tử sao? Cho muốn gì? Cho hai ly rượu. Anh có biết là chuyện xui tới liên tục không? Tối nay đó, tất cả những chuyện không vui đều xảy trên mình của tôi hết. Nhìn cái mặt tối thiểu của anh đã biết rồi, sẽ ra chuyện gì? À không, tối nay đi ăn cơm với cô Thanh đó, ăn xong đưa cô về nhà. Không ngờ Cindy chờ ở dưới nhà. Rồi Cindy tưởng tôi vẫn còn tình lăng nhăng với cô Thanh cho nên đã cho cô Thanh bạc tay. Rồi cô Thanh thì sao? Tôi không biết nữa, lúc đó tôi rất giận, định là về nhà điện thoại cho cô Thanh. Không ngờ về tới nhà thì má của tôi lại cằn nhằn, tôi gây gỗ dày câu cho nên đã tới đây. Vậy có cần gọi cho cô Thanh không? Vậy thôi đừng nha, bây giờ đã mấy giờ rồi, bắt tay thì là phiền lắm đó. Cứ nói là tôi không có gánh trách nhiệm, trốn tránh hiện thực. Mấy chuyện này tôi thật là nghe không có vô. Nhưng mà khi mà tôi uống một hồi rồi thì con người của tôi bình tĩnh lại. Tôi cảm thấy hồi nãy đúng lắm. Có phải tôi thật là bậy lắm không? Có phải bậy lắm không tôi không biết. Tôi chỉ biết chúng ta có những điều giống nhau lắm. Đó là quá tự ngã. Cứ tưởng là chuyện mình làm đều là đúng, nhưng mà lại không biết sau khi làm ra sẽ gây tổn thương tới nhiều người. Anh nói như vậy có nghĩa là tôi với anh cũng phải ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời hả? Anh thì phải ăn năn hối cải nhiều chút, tại vì có thêm một người đàn bà đau lòng vì anh. Quý, đừng có nói đàn bà nữa làm ơn. Ê, đi về đi, đỡ còn lại mà già. Quý, khoan đi, đợi ở với tôi một hồi nữa đi. Cùng lắm là ngày mai trở đi thì tôi sẽ là một người mới. Tính nào tật này. Để mình nấu nồi cháo ngon cho thằng khỉ nó ăn. Sao hả? Anh nói là sau khi trời sáng sẽ ăn năn hối cải làm lại con người mà. Có hành động gì? Má, bánh chưng này ngon lắm đó, ăn thử nha. Được. Cho hai cái bánh chưng đi. Cho thêm cái này nha. Được. Má tôi rất thích ăn bánh chưng. Mua hai cái gì vô ngọt vậy? Cho cái bánh chưng đi. Dạ được. Hey, anh mua cái bánh chưng coi như là quà với bác gái hả? Anh thì sướng quá đi. Quầy có biết là trời sáng một cái bánh thì việc gì cũng sòng phẳng lắm không? Trong cái bánh này có lòng thương hiếu thảo, thêm nhiều lòng thành nữa đó, có biết gì vậy hả? Anh thêm nhiều thứ như vậy, coi chừng bác gái ăn vô khó tiêu đó. Không bị khó tiêu đâu, nhất định là khoái chí lắm. Mai là không bị khét. Cái thằng này chắc là quên đem chìa khóa nữa. Xanh.
Chào bác. Đừng nha. Đừng nha Phong. Đừng nha. Đừng. Đừng. Lòng ai xảy ra chuyện, máu lên. Đừng có gì. Đừng có xảy ra chuyện gì nha. Là cái thằng đó, nó có giỏi á thì chơi với tụi mình đi. Tại sao một bà sắm cũng không bỏ qua chứ? Đã nói là thằng biến thái mà, dĩ nhiên là chỉ biết đối phó những người già không đủ sức đánh trả chứ. Cái thằng này thì là mất tính người mà. Nếu như tôi bắt được nó, bác sĩ sao rồi? Xin lỗi, chúng ta đã tận sức rồi nhưng mà vô dụng. Sorry. Sếp Sanh, sếp Sanh à. Sếp Hai, đừng có đau buồn quá. Đúng rồi sếp. Đừng có buồn quá sếp Hai à. Quý Sanh, bác gái ra sao hả? Ai làm gì? Là Lăng Tử Phong. Sếp à, sếp đừng có nóng nảy mà. Bình tĩnh lại, bình tĩnh đi. Tâm trạng của anh là sao tôi hiểu được mà. Nhưng mà anh phải bình tĩnh, phải chấp nhận hiện thực. Nếu không, anh vốn không có cách bắt được thằng Phong để mà buộc tội nó. Nếu mà tôi không gây gỗ với má của tôi, má tôi không bị chết đâu. Má của tôi không có bị chết đâu. Má của tôi đã chết rồi, Thông à.
Họ làm được mà, họ không khiến cho anh thất vọng đâu, biết chưa? Ông nói gì cũng vô dụng thôi, tôi không muốn nghỉ phép đâu. Nếu mà ông ép tôi nghỉ phép, tôi tự đi điều tra đó. Ê, sếp Xanh, ê, tôi biết là sếp có chút chuyện không được vui, nhưng mà không sao, tôi chỉ là hỏi sếp vài câu, không gì đâu. Tôi không muốn đánh ai hết, biến mất đi. Phát biểu vài câu đi sếp Quê, phát biểu vài câu đi. Có nghe tôi nói không, tránh ra. Sếp à, đi chết đi cha. Quê Xanh hả? Xin lỗi nha, tôi chưa có hỏi ý của anh là thích mấy người giấy này hay là thích vòng hoa, đã tự ý quyết định rồi. Mong anh đừng ngại nha. Phòng mày hết ra đi. Wow, sao lại xấu tánh quá vậy? Nói chuyện phải dịu dàng một chút mới được chứ. Anh muốn gặp tôi lắm sao? Vậy được rồi, tôi vừa đi ngang ở dưới nhà của anh nè. Nếu muốn gặp tôi thì xuống mau đi. Anh nghỉ phép được kia mà. Hả? Xảy ra chuyện rồi. Có phải là vô duyên không? Anh hay như vậy đó mà. Chuyện gì mà nóng nảy vậy? Anh làm như vậy không những là không thể trả thù cho má của anh, mà hại luôn anh, hại luôn tôi. Anh có biết hay không? Sếp Dương, tôi hoàn toàn hiểu được bây giờ đã xảy ra chuyện gì. Tôi không có nghỉ phép đâu. Tôi biết tôi làm như vậy sếp sẽ cách chức của tôi. Cho dù tôi không làm cảnh sát thì hung thủ tôi vẫn đi bắt như thường. Quê, anh muốn xét án, muốn trả thù rửa hận cũng phải có sức chứ. Nè, ăn cháo đi. Anh có biết hồi sáng anh làm như vậy nguy hiểm lắm không? Anh không thể lộ mặt như vậy nữa đâu. Sau khi lúc chị bán thằng nhỏ bị thương, đã có rất nhiều người lặp đi lặp lại mấy câu này, tôi không muốn nghe nữa. Làm gì cứ như buông xuôi hả? Anh cứ như vậy sẽ bị điên đó, có biết không? Nhất trong khoảng thời gian ngắn mà anh bị người ta bắn chết đi, anh lại nổ súng đá tới một thằng nhỏ, cả thế giới coi anh là tội nhân, anh sẽ ra sao? Anh tưởng chỉ có anh mới biết nỗi khổ bị chết ở nhà hay sao? Vợ tôi cũng bị nó giết chết đó. Thằng Phong làm vậy là muốn đối phó mình thôi, mình không thể mắc bẫy của nó. Bây giờ không chừng hắn đang theo dõi mình. Mình phải giữ bình tĩnh, đấu phải tỉnh táo, mới có thể đấu với nó, mới có thể thắng nó. Ăn đi. Ui, sếp Quê là sếp đây hả? Ê, nè, đừng có lo lắng, tôi không phải tôi phỏng vấn đâu. Tôi cũng biết được sếp không có được vui, cho nên từ từ nha, bữa nay tôi đãi. Mời tự nhiên kêu đoàn, hả? Kêu đoàn đi, mau lên. Quê, Quê Xanh. Quê Xanh. Mấy người có biết tại sao hôm nay tôi được vui không? Là tại gì? Tôi đã làm được một vụ tin tức độc gia, lại có tính chất chấn động bùng nổ, cho nên hôm nay tôi thiệt là vui lắm. Hôm nay tôi đãi. Ơi, vậy thì không cách xấu danh đầu nè anh bạn. Cho alibi nha.
Cái thứ dương này không đáng tranh được bộ về đâu. Nếu mà có dịp tôi sẽ đập nó mà. Quay. Nè, Quý Sinh. Ê, lấy thêm hai chú ý đi. Được cái sáo mà, được cái sáo. Tôi nhìn mày lâu lắm rồi, hôm nay không đập mày không phải là ủng hộ. Tại sao đánh người vậy? Đừng đánh nha. Báo chí Hồng Kông đều nói cảnh sát của mình lạm dụng tư quyền, bỏ mặc nhân quyền. Tiếng tăm của cảnh sát bị anh lũng đi hết rồi. Thanh tra Ngô Quê Xanh, trong một ngày làm hai chuyện này, anh có giải thích gì? Tôi không có gì giải thích hết sếp. Sếp à, dạo này nhà của anh xảy ra nhiều chuyện, cho nên tình huống của anh không có được ổn định. Nếu trong nhà xảy ra chuyện là có thể nổ súng bừa bãi, đánh lộn bừa bãi hay sao? Anh là một nhân viên cảnh vụ, đứng ở dưới hoàn cảnh nào anh cũng phải tuân theo luật pháp. Vì những lỗi lầm lần này của anh có bị khởi tố hay không còn phải chỉ thị của ty luật chính. Tôi thấy tình huống của anh bây giờ thì không thích hợp là một nhân viên cảnh sát nữa. Anh hãy giao ra cây súng và thẻ cảnh sát ra, tạm thời đình chức để tiếp nhận điều tra. Anh còn có vấn đề gì không? No sir. Phản đi qua mỗi một thiên kinh qua, mầu sầu mầu lời khác chúng bất thay to. Chiến hằng mong kiến lộc ủy bi cao trò, trời nhân hòa sự các chúng phong bao. Cầu bình tĩnh qua, yêu nã xe chớp trò, mầu sương lì hợp suy bất chút thông trò. Trầm tĩnh dầu hơi sự biến phi sương bất yêu. Just